Shop nhao.vn, ác lực quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopbanhhao.vn. shopbanhhao.vn. Ok, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Quyland nha các bạn. Hôm trước thì mình có làm clip về vị tướng Quyland rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm tiếp nha. Tại vì cái nick này nó thật sự là không có nhiều sự lựa chọn cho mình. Mình thì mình kiếm những cái con tướng mà mạnh mà có thể gọi là đánh nhanh rút gọn, thắng nhanh cho nó xong cái nick đi ấy. Thật ra mình sẽ quay trở lại với vị tướng Quyland nha. Đây là một cái vị tướng sát thủ mà mình thấy hiện tại mình dạy Quyland gọi là mạnh lắm luôn đấy nha. Không tin đúng không? Không tin để mình thể hiện cho anh em xem luôn. Yo, bam bam bam. Quyland thì mình sẽ sử dụng cái bảng ngọc tỷ lệ sát thương chí mạng 36% nha các bạn. Sát thương chí mạng chứ không phải tỷ lệ nữa. Tại vì các bạn cũng biết rằng vị tướng Quyland này chém từ đằng sau chém tới là 100% chí mạng. Bởi vậy đâm ra thì nó lên ngọc chí mạng thật sự nó không cần thiết so với Ngộ Không. Ví dụ như Ngộ Không thì mình sẽ sử dụng bảng ngọc tỷ lệ chí mạng 16%. Nhưng mà cái đó là nó kiểu như là đập chí mạng càng nhiều thì nó lại càng mạnh. Nhưng mà Quyland thì nó không giống như Ngộ Không các bạn ạ. Quyland thì nó chém từ đằng sau chém tới là 100% chí mạng rồi, đâm ra mình phải lên ngọc sát thương chí mạng, chém từ đằng sau chém tới nó nâng cái sát thương đó lên. Wow, đá vô cùng luôn đấy nhá. Và đây là anh bò. Anh bò là gọi là người ta gọi là Tozo đấy các bạn. Mình sẽ chạy ra mình chém này, chưa hồi chiêu 2, nhưng hồi chiêu 2 mình sẽ oanh nó. Ui, nó có chiêu cuối các bạn ạ. Nó có chiêu cuối. Bởi vậy đâm ra mình sẽ không solo làm gì. Solo mất công lắm. Kìa. Chích nó. 1 2 3, chọc này. Ui giời ơi, ai ăn mạng mất tiêu rồi. 1 2 3, quay lại. Chém nó. Trời ơi. Ủa? Không ăn được mạng nào à? Ôi dồi ôi. Chết mất thôi. Mình không ăn được mạng nào luôn kìa. Vãi thì chưa. Buồn quá đi thôi. Hình như là Totem mình nó chơi hết thì phải. Hay thiệt đấy chứ. Thanh niên bò này thì là ghê quá đi. Ê. Có lý. Băng. Ui dồi ôi. Chiu. Hiện tại con bồ xanh cho mình nó ra rồi kìa. Rồi ok. Mình sẽ ăn xong cái con quái này. Mình chạy qua mình ăn bồ xanh luôn nha. Trận này xanh thế. Thế mình hiện tại ăn được 5 mạng rồi kìa. Ngon chưa? Ái chà chà. Hiện tại những ngày đang ở rank tinh anh 1 các bạn ạ. Tinh anh 1 chắc còn vài sao nữa là lên rank rồi. Anh em nào mà muốn cày thuê thì nhắn tin vào Zalo giúp mình nhá. Anh em thích cày nhanh cũng được mà cày chậm cũng được. Thích làm clip cũng được mà thích bảo mật cũng được luôn. Ui ôi. Mấy ngày hôm nay mình cũng bận cày cho một số bạn khác nhưng mà mấy bạn ấy thì kiểu mình không có làm clip ấy. Yellow, biu. Có nhiều người họ thích bảo mật chứ họ lại không thích lên clip các bạn ạ. Nhưng mà cỡ nào mình cũng chiều hết. Mình cày thì mình cày giá chung so với mọi người chứ mình không có rẻ hơn mà cũng không có đắt hơn nha. Mình thấy thì người ta cày sao mình cày theo giá chung vậy thôi. Nhưng mà mình thì đảm bảo uy tín 100%. Anh em không phải lo về vấn đề đấy. Không kẹp hack, không gọi là lừa đảo, không ui dồi. Nói chung là đảm bảo uy tín cho các bạn. Piu bang 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 bang. Sắp hết mùa rồi các bạn ạ. Mình thấy là hình như là tới ngày 3, chắc là hết tháng 4 là hết mùa giải rồi. Cũng còn tầm mười mấy ngày nữa thôi. Ý liều. Ghê quá. Ui ôi, ế liều ơi, khiếp thế nhờ. Rồi xong. Mình không đắm đau vào các bạn. Đây rồi, chờ thời mình mới bèo. Mày chết, đó. Rồi, chém mày nè. Đi đâu, móc cua đẩy pháp. Ngon. Chiu, bang. Các bạn muốn tìm kiếm nick hay là muốn kiếm nick full tướng, full ngọc
hay là như thế nào thì cũng thể nhắn Zalo giúp mình luôn nhá. En, hồi nay bạn có chưa cuối bạn chạy được đúng không? Lần này thì bạn chạy được nào cho khỏi nắng được. 40 rồi các bạn ơi, 403 rồi. Ngon rồi. Bắt đầu rồi đó, bắt đầu có điểm rồi đó. Chỉ có đi rừng thì mới gánh được tem thôi các bạn ơi. Đi rừng mới AD thôi. Chứ còn trời ơi, mình đi mid hay là đi support này thì không gánh nổi mấy bạn tinh anh đâu. Không thể gánh được các bạn. Ủa ui, sợ lắm luôn. Khiếp. Vô, chém này. En. Nhiều bạn hay bảo mình là có trận mình chơi AD á. Thế là mình vào mình ăn lính của rừng ấy, ăn quái của rừng, nhưng mà ăn lính lại lính là của Lan, còn quái là quái rừng ấy. Nhiều bạn hay bảo là mình đi AD mà cứ ăn quái của rừng. Đấy, còn nếu mà mình đi rừng mà AD ăn quái của rừng thì mình lại la. Chít. Ăn đủ, kéo luôn à. Trời ơi, hút kiểu, ôi trời ơi, hút kiểu, ôi trời ơi, sợ thế nhở, ôi trời ơi. Khiếp nhở, ôi trời ơi, chém này. Ui, em xin, 6 kill. Tại vì mình sợ đồng đội mình nó đánh mà không ổn ấy. Mình gặp rừng mà nó chơi không có được hay á, là mình nghi một cái là mình xác định là mình sẽ phải ăn quái để mình gánh tem. Én, bẹc. Ui, thấy chưa? Anh em thấy sự lợi hại của Quillen chưa? Chém một cái một thôi. Đi đến đâu tàn sát đến đó. Ui dồi ôi, tàn sát đến đó. Ui dồi ôi, 1, 2, 3 chơi. Én, beng. Trời ơi, chít bầu kêu. Ui, sướng thế. Trời ơi, chơi Quillen đúng về luôn các bạn ạ. Ngon. Ngon lành cành đào, về quá đi. Đó. Ui, crack kìa. Ê, ý. 1, 2, 3, yo. En. Bing. En. Yo. Super soi nó. Á cha. Rồi. Này thì đấu với cả đầu gấu lại chém cho một phát nè. Xong phin. Trời ơi, 12-0 rồi các bạn. Mới có 7 phút mà ăn mạng tới 12 mạng luôn rồi. Ấy, Brai kìa làm gì đây? Anh Brai làm trò gì đây? Anh ơi, anh chạy vào khu rừng ăn rừng đi anh ơi. Ăn đục. Không vào rừng luôn. Rồi xong rồi. Xong bé yêu rồi. Ôi ôi, tốc biến. Tốc biến các bạn ạ. Tốc biến nhanh thế. Yeah, crack kìa, kéo đi. Nó thấy mình nhưng nó không dám kéo các bạn. Nó đứng nó phá mắt cơ. Kệ bạn luôn, bạn không kéo thôi. Tính để cho bạn kéo ấy, mình ra mình giúp bà soi bạn luôn. Ai ngờ đâu bạn không dám. Đấy rồi, ai tốc biến à. Rồi xong, tốc biến rồi. Bé crack này. Có thể nói là mình đi đến đâu mình càn quét đến đó luôn đấy các bạn. Quillen bá đạo quá nhở. Trời ơi, đánh sướng phê luôn á. Chắc là do mình sử dụng cái bảng ngọc này nó hợp lý, hợp tình, đâm ra nó chém sướng. Mà không phải, hôm trước thì mình cũng làm clip về Quillen rồi, chém vẫn phê. Thế rồi nói là Quillen chém này. Trời ơi. Hất tung được tui luôn đó nha, ghê. Hôm trước thì mình có làm một clip về vị tướng Quillen và mặt làm một clip mình úp ở trên fanpage nữa cơ. Một trận nào thì mình cũng xanh, trận nào mình cũng hủy diệt hết. Cứ đi đến đâu là mình càn đến nó, khi đến đâu càn đến đó. Phải chăng vị tướng Quillen đang bá đạo mà nhiều người không phát hiện ra. 1, 2, 3, chém. Ô, yi, chém. Ô, ôi trời ơi, chém kìa. Chém. Ui, chạy nhanh thế nhờ. Tính làm cái mega chơi mà không được các bạn ạ. Trời ơi, chém cái đó, thốn cái đó. Wow, phê thế. Sướng thật sự luôn ấy chứ. Các bạn thấy mình chém có phê không? Mà mình đang sử dụng cái trang phục mặc định nha. Chém. Không cần được chút cuối luôn. Ôi ôi. Ai đi tốc biến chạy kìa. Trời ơi, pha đấy không có tốc biến thì thôi luôn, xin ra đi luôn.
chém thôi, nguy hiểm quá. Thanh niên Crack này nó kéo hay thật chứ, nó hút cái chiêu cuối vào, không hút thì mình xử luôn Crack rồi. Gặp Quillen á, nếu các bạn mà chơi lâu rồi các bạn cũng biết, gặp Quillen này các bạn đánh nó luôn, các bạn đừng có chạy, tại vì khi mà các bạn chạy á là các bạn sẽ quay đít về nó, mà nó chém từ đằng sau chém tới là 100% chí mạng, nó thì làm sao mà đỡ được, đúng không? Bởi vậy đâm ra các bạn gặp Quillen các bạn đừng có chạy, thà chết chứ đừng có chạy, tại vì khi mà các bạn quay lại các bạn đánh với nó, mình các bạn có thể biết rằng mình chết. Chiêu ui ơi, không chí mạng ta, sao kỳ vậy? Khi mà các bạn biết mình có khả năng chết rồi nhưng mà vẫn đứng đập nó luôn để chi, để cho vị tướng Quillen nó sẽ bị mất máu. Đấy, đồng đội mình nó ra nó cải thiện, nó sụp solo là có thể đồng đội mình nó ăn, nhưng mà các bạn chạy đi là nó chém là các bạn sẽ không cấu gì được. Ui Crack kìa, ui Crack kìa, một hai ba én, thôi rồi xong luôn. Pha đấy sai lầm, các bạn biết tại sao pha đấy mình sai lầm. Nếu mà mình sử dụng cái chiêu cuối ngược lại, có nghĩa là chạy ra đằng sau lưng của Crack là ngon. Mình chạy ra này mình sai lầm quá. Nếu mà mình chạy ngược ra đằng sau, mình sẽ quay ra mình chém vị tướng Hayate. Hayate chết xong rồi mình sẽ quay qua mình chém Crack luôn, Crack chết. Ok, đáng lẽ ra là pha đấy mình phải ăn được 3-4 mạng, nhưng mà mình lại chết, tại vì do mình cố gắng mình chạy ở đằng trước. Chạy đằng sau là Crack nó không có hút được. Đấy, nếu mà mình không giết được mạng thì mình vẫn chạy thoát được. Ok, rút kinh nghiệm lần sau nha. Nói chung là mỗi một lần mình chết thì mình sẽ nghiệm ra được một thứ gì đó, trừ trường hợp bất khả kháng, có nghĩa là mình giết được một người nhưng mà mình bị kiểu nó bủa vây quá đấy. Nhưng mà cái pha đấy là do lỗi của, không phải lỗi mà kiểu như là mình chạy sai đường. Nếu mà mình chạy đúng đường thì không thể nào mà vị tướng Crack ăn được mình đâu. Oh, 16 kill rồi nha các bạn. Ủa, chạy ID cứ gặp mình cái tốc biến, gặp mình cái là bật chiêu cuối chạy tụt quần luôn. Trời ơi, ôi bờ rai chiêu cuối có được bật đâu. Trời ơi, chém búng một cái màu thôi gần đầy cái máu tạch luôn các bạn ạ. Thằng Crack kia bây giờ mình bật chiêu cuối mình bay vào nó sút mình chết. Đây rồi, cơ hội đây rồi. Bang một em, bang hai em. Ui ôi, lại bật chiêu cuối à. ID bật chiêu cuối hoài ấy nhỉ. Trời ơi, 19 kill. Wow, 12 phút mà ăn 19 mạng rồi kìa. Anh em cho mình xin một like với. Chém thế này mà không ai like cho mình thì sao, mình buồn chết. Buồn chết luôn đó ạ. Liệu. Nói chung là cái thuê này cũng có trận thắng, trận nói chung cũng có trận thua các bạn. Nhưng mà tỷ lệ thua nó thấp. Có nhiều trận thua mình đâu có úp lên đâu. Tại vì hôm trước mình úp clip thua lên, anh em chửi quá, chửi kêu anh làm clip mà úp clip thua, ai giờ ai mà coi, ai trời ơi, chết. Không sao, mình có liềm mà, nhưng mà mình chưa soạn. Buồn quá, tính là thì bị cái thanh niên Irene nó sụp đời soi chết luôn. Có liềm mà chưa soạn đổ ấy. Có nhiều người họ không cần soạn đâu, họ bắn nhanh lắm, bắn băng. Mình thì lại không làm được như thế. Rồi, có Crack ạ. Hồi nãy giết ai vậy cậu? 20 kill. Trời ơi, có thể nói là Quillen là con tướng ăn mạng bá cháy bỏ chết luôn đấy nhỉ các bạn nhờ. Kìa, 20 chết 1 hỗ trợ 6 kìa. Trời ơi là trời, VIP thế. Từ từ ăn thêm 5 mạng nữa là 25 mạng cho nó xuất sắc coi. 20 mạng thì mình thấy nó vẫn chưa được nhiều. Hôm trước thì mình có chơi với Quillen ăn được 21 mạng luôn rồi cơ. 20 nếu mà tính ra là mà, bây giờ mà thắng luôn là vẫn thua ấy. Cố gắng trên 21 mạng để mà vượt kỷ lục của mình. Kỷ lục của mình thôi nha, chứ nhiều người họ ăn bao nhiêu mạng mình không biết nữa. Đây rồi. Ui, nó bật chiều cuối thế này thì thôi thua luôn. Nếu mà mình làm bất ngờ thì vị tướng Bright không kịp bật chiều cuối, giống như hồi nãy mình đang ở trong bụi á. Nó đi vào trong bụi là mình đang cứ đùng một cái là nó tèo con cua luôn. Nhưng mà trong cái trường hợp mình đối đầu trực diện nó thì không ăn được, tại vì nó bật chiều cuối. Trong trường hợp vừa rồi nó bật chiều cuối đó các bạn. Nếu mà không có trụ ấy thì mình sơi luôn, nhưng mà có trụ thì thôi, bỏ. Crazy, Bright, Irie. Nhưng mà mình vẫn thích Crazy nhất. Từ Crazy nó mình tăng hình và mình chém nó sướng lắm. Đấy rồi, đây rồi. Pew,
Piu. Ồ, 21 kill, một mạng nữa lấy gọi là kỷ lục coi. Đấy rồi, bé yêu của ơi, bé yêu, 22 kill. Wow, ghê quá trời. Hấp dẫn. Hôm trước thì mình có 21 kill à, là cao rồi, hôm nay tới 22 kill luôn rồi kìa các bạn. Vượt kỷ lục của mình luôn. Thêm một mạng nữa, 23 kill coi. Trời, quá sung sướng luôn. Piu. Đấy rồi, Airy, kèo thơm. Kèo thơm, ui, nó bật chiêu cuối hay quá. Mà Airy nó bật chiêu cuối xong nó bấm chiêu 2 nhanh nhỉ. Đùng, cái lướt mất tiêu luôn. Hay thiệt, mình lại không chơi Airy được như thế. Chém. Hello. À. Không được. Trời ơi. Lựa lời. Crack ơi, bé yêu ơi. Em quay lại chém luôn. Nhờn với tôi nè. Thiệt, ui mẹ ơi. Chết rồi. Hay là kill. Xem nó hai cư kêu cái thanh niên hai nhà te nó còn đúng một tí gì máu các bạn ạ. Thắng à, anh em thắng à. Ờ thôi thắng cũng được, hai cái ba kêu rồi. Ôi tinh anh một đánh như đánh với boss đấy trời. Sướng thế. Chắc do vị tướng quê len nó mạnh. Chứ nếu không cũng đâu có thể xanh như thế này được. Trời ơi, ai đi chém kìa. Ui, chém nữa thì nó xúc chết vị tướng ấy luôn. Rồi, win luôn rồi các bạn ơi. Mình tính ăn thêm vài mạng nữa nhưng mà rất tiếc mình đạt được có 23 kill một trận thôi. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Nếu các bạn xem clip mà thấy hay cho mình một like. Có vấn đề gì có thể nhắn tin vào Zalo giúp mình nhé. Bye bye mọi người.